Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Việt Nam Grand Sale 2020 nằm trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức trên phạm vi toàn quốc cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề tham gia. Tại chương trình, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ khuyến mại là 100%. Mục đích của Việt Nam Grand Sale 2020: kích cầu tiêu dùng nội địa, tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực, qua đó tạo sự khác biệt hơn so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ do các doanh nghiệp tự tổ chức và những chương trình mà một số địa phương đang tổ chức riêng rẽ. Chương trình thực hiện ở giai đoạn hậu khủng hoảng dịch Covid-19 sẽ kích thích thị trường tiêu dùng trong nước sôi động trở lại, giúp các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, ổn định kinh doanh, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước. Việt Nam Grand Sale 2020 tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Việt Nam Grand Sale 2020 thúc đẩy hoạt động sản xuất. Thông qua chương trình, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tích hợp các ứng dụng hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đưa ra các mô hình kinh doanh đa dạng, thông minh, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hướng đến một thị trường tiêu dùng hiện đại và kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việt Nam Grand Sale 2020 là dịp để định hướng nhu cầu tiêu dùng trong nước, quảng bá những sản phẩm chất lượng từ các vùng miền Việt Nam đến người tiêu dùng trên cả nước, tạo tiền đề cho việc tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền để có các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại trong thời gian diễn ra chương trình. Đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cung ứng dịch vụ hàng hóa đầy đủ, sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi cung ứng và thâm nhập vào các kênh phân phối, bán lẻ hiện đại, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm tới nhà phân phối lớn.